Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình đang quay trở lại vựa hải sản đặc sản Một Lớt các bạn ơi, số 26 đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1. Thì đây là cái nơi mà em Nga được anh Đông, chủ nhà hàng, mời lên để bán cà tím những ngày vừa qua ấy. Thì như trong cái clip trước, khi mà mình đi trao tiền cho bà cụ 75 tuổi bán chè chuối xào dừa, thì mình đang quay bên đấy, thì bạn Diễm nhận được một cái tin nhắn là bạn Nga, đây bạn Nga ngồi bên này đang có cái sự cố gì đó mà không bán được. Mình hết hồn đúng không ạ? Tại vì ở đây là nhà hàng anh Đông thì đã sắp xếp xong xuôi để Nga ngồi đây bán rồi. Thì mà khi mình chạy qua đây thì mình làm cái clip này để xác minh cái sự thật, cái thông tin, cái sự cố đó là gì, để tránh cho cái việc hiểu nhầm. Và một số kênh, có thể là một số nơi mà họ đăng nó không đúng á, thì mọi người sẽ hiểu nhầm Nga, hiểu nhầm anh Đông và hiểu nhầm với cái sự cố này. Nên là mình bắt buộc phải làm clip này nhé bạn. Trong mấy ngày vừa qua thì ngày nào mình cũng ra đây. Hôm nay là ngày thứ ba Nga bán đây rồi. Bây giờ mình xem Nga bán nha. Hôm nay thì cũng có ít cà đó bạn. Chào cô. Đấy, bạn Diễm đang ngồi kia kìa. Để cho Nga bán xíu đi. Có anh Đông đang ra này. Anh Đông chủ nhà hàng đang ra này. Để mình xem là nãy anh Đông giải quyết sao này. Thì bạn Diễm đã có trò chuyện với anh Đông trước qua điện thoại để anh Đông sắp xếp giải quyết cái sự cố đó. Sự cố cũng nho nhỏ thôi, nhưng mà nếu như không biết thì các bạn sẽ hiểu nhầm. À, chào anh Đông. Mấy hôm nay không gặp anh, không biết là lúc nãy có cái sự cố gì mà em đang quay bên kia thì bạn Diễm nhận thông tin thì cũng rất là lo. Thì phải là chính anh Đông nói ra thì mọi người mới tin và chắc chắn được. Rồi, mới thì mình sự cố cũng nhỏ thôi, đó là vấn đề mà mấy anh chị quay tập trung thì khách không có đậu xe được, thì có lời qua tiếng lại thôi, và mình cũng đã giải quyết là cũng nhờ mấy anh chị YouTube. Ví dụ như mình quay mà có tập trung đông quá thì mình chia ra đứng 5-7 người một bên thôi, tặng cho mấy anh chị đậu xe giống như là hợp lý nè. Như mình đang đậu sát vào, tức như là khách vẫn mua được. Cái hai nữa là không ảnh hưởng xung quanh, thì mình hỗ trợ, cùng nhau hỗ trợ cho bé Nga bán, thì bắt buộc là phải quan sát và mình phải làm sao cho bé bán được lâu dài, bền vững. Cái đó là cái điều cốt lõi, đó là cái điều tốt nhất. Đó là vậy. Còn sự cố thì là nó nhỏ thôi chứ không có chi tiết gì hết. Đúng rồi. Mình đang bên kia thì mình nghe là bảo là bé Nga không được bán nữa, bị đuổi này kia, mình hết hồn. Nhưng mình phải kêu bạn Diễm gọi lại cho anh Đông ngay để xem nó sự cố là gì. Thì mình phải tới đây để mình xác minh lại. Không có nhiều bạn lại nói lên là bạn Nga bị đuổi này kia thì nó rất là kỳ, nghe nó rất là kỳ, nhiều người không biết các bạn ạ. Rồi thì đính chính luôn là không có cái không ai đuổi đó. Nga cả. Dạ không ai đuổi hết, chỉ có vấn đề là về đậu xe thì mình lưu ý là đậu nó hợp lý, tại vì mình thứ nhất là mình làm ăn, mình biết chuyện của mình và cố gắng làm sao đừng ảnh hưởng người khác xung quanh. Nó lâu dài nó bền vững, nó lại vậy. Ở đây thì anh Đông nhà hàng rất là rộng, và có thứ nhất là các bạn có thể có chỗ ngồi này, tới đây quay hay là tới đây mua hàng có thể đậu xe này, có thể ngồi nghỉ thoải mái các bạn, nhà hàng rất là rộng. Còn riêng mấy anh chị YouTube quay thì ở đây mình cũng hỗ trợ đậu xe, mình đậu bên trong. Còn ngoài ra nữa, nếu như có quay review thì mình vẫn có những cái chính sách hỗ trợ là cho anh em khuyến mãi quảng cáo gì đó. Tặng giống như là cộng tác win-win. Mình sẽ hai bên cùng có lợi. Mình đã dặn bên Thu Ngân rồi. Thành ra cái điều đó là mấy anh chị cứ thoải mái ha. Đấy. Các bạn thấy là anh Đông rất là chân thành, sòng phẳng và chân thật, cái gì nói rõ ràng cái đó các bạn. Đấy. Tại vì em thấy cái không gian phía sân của mình khá là rộng á. Thì nếu mà khách mua chờ lâu thì chạy xe lên đây đậu đỡ cũng vẫn được mà, đúng không? Mình đậu phía bên này. Phía này cũng khá là chống. Tóm lại là mọi người cũng muốn hỗ trợ hết chứ không ai mà làm khó gì đâu. Nên thành ra là không có vấn đề gì hết. Đó là gì? Em cảm ơn anh Đông nha. Anh Đông dù rất là bận rộn nhưng mà vẫn sắp xếp đi giữa 5 chi nhánh, rồi còn rất là nhiều công việc các bạn ạ. Rồi anh chạy qua để xử lý. Con anh bạn học chung. Anh em bạn học qua nhỉ? Học chung như ơi. Anh em học. Nhưng mà một anh là doanh nhân, còn anh là bây giờ đang làm gì? Kỹ sư xây dựng. Kỹ sư quyền kiêm YouTuber. Rồi. Cảm ơn anh Đông nhiều nha. Đấy, em chào anh. Thì các bạn thấy là mình phải ra đây để mình xác minh cái sự thật này, để các bạn tránh bị những cái thông tin nó nhầm lẫn ở trên mạng các bạn ạ. Thì mình xác minh lại cho các bạn là bạn Nga không có bị đuổi, mà do cái sự tập trung quá đông người ở đây này, thành ra là có khúc mắc một xíu nó xảy ra. Thì anh Đông đã giải quyết xong, và bây giờ Nga bán hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Và các YouTuber thì vẫn đang ngồi bên này uống nước này.
quay xong rồi thì mọi người mỗi người quay một xíu. Thì cái việc mà các YouTuber quay là giúp cho Nga rất là nhiều, chứ không có phải là làm cản trở gì Nga cả. Nó chỉ có cái việc là các bạn tới quay thì sắp xếp mỗi người quay một xíu để tránh làm nó bất ổn khu vực phía trước này các bạn ạ. Đấy, Nga đây này. Chào Nga, hôm nay bán ngày thứ ba sao rồi? Dạ. Hơi chậm hơn 20 đồng. À, đây để mình ra đây. Để mình ra đây thôi. Để mình ra đây ngồi để Nga vừa làm vừa bán. Anh nghe nói là hôm nay mua không được cà đúng không em? Đây. Một bình rất khô. Nga chưa nghe các bạn ạ. Đấy, mình mua cà mình cứ lên đây này, cứ đi lên trên này. Thì các bạn mình lưu ý nha. Nhà anh Đông, nhà hàng anh Đông thì rất là rộng. Nên là các bạn mua cà cứ chạy thẳng lên đây, thậm chí là có thể chạy xe vào trong nhà hàng gửi và bảo vệ dắt ra dắt vào bình thường. Các bạn cứ nói là đi mua cà, không có ai lấy tiền của các bạn, cũng không ai cản trở các bạn cả. Anh Đông tạo điều kiện tối đa cho Nga bán cà ở đây. Thì hôm nay sáng anh nghe Hùng có báo với chị Diễm là đi lấy cà 2-3 chợ mà không được hả Nga? Dạ. Sao mấy hôm nay lấy cà nó lại khó vậy? À, hôm nay là ngày ăn chay nên là mọi người lấy hết rồi. Rồi mình đi lấy cà không được. À, vậy là do đi trễ. Đi trễ so với mọi ngày khoảng bao nhiêu tiếng vậy cô? Thì mấy bữa thì như lấy một chuyến cà vô hết. Giờ 10 giờ tối. À, nhưng mà hôm qua 10 giờ tối đi là không có. Chắc là mọi người đi sớm hơn mình nữa. À, vậy là lý do là đi cứ đi theo cái giờ của mọi ngày. Nhưng mà cái ngày ăn chay đó ha Nga. Ờ, thế rồi tối nay chắc là phải đi sắp xếp đi lấy sớm. Dạ, đợi chút. Đấy, khách là đông. Hùng thì đang bế con đây, đưa đấy, anh đưa cho. Đây đây. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn chị. À, ở ngoài xấu rồi đấy. À, dạ, cảm ơn chị. Đấy, Nga hôm nay là lại bán hết cả sớm rồi các bạn ạ. Thì hôm nay lấy đâu cũng được 5-60 kg mà phải đi lên tận Hóc Môn luôn các bạn ơi. Đi Hóc Môn là lấy được chưa? Dạ. Sáng là đi Hóc Môn là lấy được chưa? Dạ rồi. À. Đấy. Hôm nay là Hùng đang bế con các bạn ạ. Ngủ lên đặng là hôm nay. Dạ, con chỉ có bán buổi chiều này thôi là cô. Khách hỏi sáng có bán không? Hôm nay dự tính khoảng mấy giờ là hết Nga? Dạ. Không biết, nói chung là em bán hết rồi em đi về. Chị em cũng nói trước. Đấy. Thì cứ nướng ra đến đầu bán hết đến đó là vui rồi. Đây, mình có kêu Hùng lại đây nói chuyện được các bạn này. Tại vì nãy các bạn xem clip có thể thấy là Nga mình hỏi nhưng mà câu nghe câu không, nhiều bạn không biết lại tưởng là Nga sao, nhưng mà thực sự là Nga đang rất là mệt đúng không Hùng, là vừa mới chạy lại đây ăn xong này, vừa bế con vừa ăn hủ tiếu rồi, nhìn rất là tội các bạn ạ. Và Hùng thì khi mà Nga ra làn Hùng bế, Hùng có thể giải thích cho mọi người xíu là hôm nay sao mà nhìn Nga vẻ mệt mỏi về. Vợ em bu đông quá, hỏi với nhiều người hỏi quá anh, vợ em mệt đó. À, sáng với trưa vợ em chưa ăn nữa. Chưa ăn? Dạ. Sáng giờ là chưa ăn gì? Dạ. Đó, nên là lúc nãy mình hỏi là Nga là rất là mệt các bạn ạ. Mình cũng biết ý rồi, mình hỏi 2-3 câu mà thấy Nga có vẻ như là mệt lắm nên là mình không có hỏi nữa. Nhưng mà mình cũng kêu Hùng ở đây để giải thích cho mọi người. Chứ nhiều người không có hiểu là xem clip đây tưởng là Nga sao thái độ này kia. Tại vì mình cũng có nghe một số người nói là coi clip thấy có khi có thái độ này kia. Nhưng mà không phải các bạn ạ, do quá mệt thôi. Và Nga và Hùng là hai vợ chồng rất là dễ thương, lúc nào cũng rất là lễ phép với mọi người. Đấy, sáng nay đi lấy cà không được hay sao Hùng? Sáng nay em đi chợ không có cà, em định nghỉ nên em thấy mới bán thôi. Tại đi vô tới tận Củ Chi, vô tới chợ Củ Cải em gom được 100 kg cà. 100 kg, tức là hôm nay có 100 kg cà bán. Dạ. Hôm nay là nãy cô có nói với bạn ạ là quên mất, có khi là quên hay như nào đó, mà hôm nay là ngày rằm. Dạ. Họ ăn chay nhiều nên là cà tím là đắt hàng lắm các bạn ạ. Đây là Hùng đi Thủ Đức này, Hóc Môn này, không được phải lên đến tận Củ Chi mới lấy được 100 kg cà tím các bạn. Hôm nay bao nhiêu ký Hùng? Hôm nay 100 kg. Ồ, 100 kg là cái bịch đó hết chưa? Hết rồi, còn gì đó hết, còn cái bịch kia nó để nhà mai. Nhà là mai. Là vậy là cuối cùng là hôm nay bán riêng là bao nhiêu? Hôm nay bán riêng không là 100 kg. Ờ,
Còn bên xong, kia là khác. Dạ bên kia là em soạn lại em mua ở trên chợ Thủ Đức, em mua được 20 mấy ký là em chở lên đây. Thì hôm nay bán là ngày thứ ba đúng không? Dạ. Cảm thấy như nào, có thể chia sẻ cho cô chú đang quan tâm biết không? Thấy vui à. Hôm nay em qua đây nhiều người ủng hộ, có nhiều người coi YouTube á. Mong em qua đây bán, hôm nay em qua đây bán có nhiều người lại tâm mua em, người ta thích em. Nhưng mà hiện nay là Hùng đang phải đưa con lên đây để bế theo này các bạn này. Lúc thì Nga bế, lúc thì Hùng bế, bây giờ là bà nội đang bế kìa. Có cách nào không? Cứ phải bế con theo này hả? Dạ em cũng đang hỏi người ta coi có ai giữ không, nhưng hiện tại giờ chưa có ai giữ được. À dạ. Được, còn bé lớn đâu? Bé lớn gửi về ngoại. Về ngoại là về đâu? Về bên bà ngoại á, bên mẹ vợ em. À cũng là cũng cách 2-3 căn nhà đúng không? Dạ. Bên phòng trọ của Duyên đúng không? Dạ. Đấy. Rất là vất vả các bạn ạ. Thì mấy ngày hôm nay không hiểu sao mà cả lúc nào mua cũng rất là khó khăn. Dạ. Thì cố gắng đi. Duyên hôm nay thấy là rất là mệt mỏi các bạn ạ. Nhưng mà thực sự á, mình cũng phải giải thích thêm cái sự cố lúc nãy là do mọi người quá đông, thành ra là có xích mích với một vài người qua đường, một vài người dân ở đây, nhưng mà là cái hiểu lầm nho nhỏ thôi, đã được giải quyết xong, không có vấn đề gì cả. Duyên vẫn bán ở đây bình thường, và các bạn thấy là anh Đông đang còn ra ngồi nướng cà tím cho Nga kìa. Thì tại vì bà nội đang bế cháu rồi, Hùng thì ngồi đây nói chuyện với mình, tại vì mình cũng cảm thấy là nên trò chuyện rõ ràng một xíu để mọi người hiểu. Mấy ngày hôm nay thì mình không có quay, lẽ ra hôm nay mình cũng không quay luôn, nhưng mà vì cái sự cố đó mình phải giải thích thêm một xíu. Thì hy vọng là mọi người qua đây sẽ ủng hộ vợ chồng Hùng một bịch cà tím để cuộc sống Hùng đỡ vất vả hơn. Mà khi mà lên đây rồi thì em thấy cái chỗ bán này đỡ nắng nôi hơn phía dưới kìa không? Ngồi đây nó mát hơn ngồi ở trên quận 9, nó đỡ xe cộ đông. Có bất tiện nào không? Dạ. Có bất tiện nào không? Bất tiện thì không có. Dạ. Có đi xa hay như nào? Mỗi khi em đi nhưng mà cũng có tiện, từ Hữu Đức em chạy qua đây luôn. Ví dụ có lấy cài thì em chở qua đây luôn rồi xong em bọc về. Thì nó cũng luyện tiện đường, tiến đường em đi luôn. Mấy ngày hôm nay vợ chồng về nhà rồi có đi xa về có mệt không? Dạ. Về thì lăn ra lo cho con, trong làm nhà cửa xong rồi ngủ luôn. Thế hả? Dạ. Rồi có kịp nấu nướng ăn uống hay là mua ngoài? Có ăn rồi, bên mẹ nấu xong qua bới qua ăn. À. Hùng rất là thương vợ các bạn ạ. Đối với Hùng vợ là số 1. Và đối với Nga á, Hùng cũng là số 1 luôn. Dù biết chồng như này kia tay không có cử động được từ rất là lâu rồi nhưng không có bỏ, hai vợ chồng vẫn bên nhau. Nên là các bạn xem là rất là yêu quý vợ chồng Hùng là vậy á. Cái tay hôm nay sao rồi? Tay em định ngày mai em nghỉ, mà chắc ngày mai em bán, chắc thứ hai đầu tuần em đi. Em đi sáng em đi sớm. Qua bển để em bốc thẻ để đợi giờ vô. Thôi rồi rồi, thế cố gắng nha. Dạ. Tại vì anh phải trò chuyện với em một xíu như vậy để mọi người hiểu hơn á. Dạ. Chứ không có lại hiểu lầm là Nga bị đuổi thế này thế kia, không phải đâu các bạn ạ. Mọi người xung quanh đây rất là yêu thương, chỉ là một cái hiểu lầm nhỏ nhỏ thôi. Rồi em lại trông con cho bà nội đi. Anh ra anh xem anh Đông buôn bán một tí. Anh Đông hôm nay ra đây bán cả tím luôn rồi. Ôi chào anh Đông. Dạ không. Anh Đông hôm nay ra phụ Nga luôn này các bạn này. Đúng rồi. À anh nướng cả tím bao giờ chưa anh Đông? Lúc mà còn ở với gia đình mà trẻ nhỏ nó ăn trong gia đình thì có nướng. À mà bây giờ mới thấy là cái cảm giác là tới nhất. Ngồi đây nãy giờ mới có khoảng 10 phút mà cực kỳ nóng. Cái bếp than nó tỏ ra cực kỳ nóng. À mà bạn nào mà muốn giảm cân á thì cứ ra đây ngồi như anh Đông nè. Thật sự luôn là rất là khâm phục cái chuyện mà ngồi nướng mấy tiếng đồng hồ mà ngày này qua ngày khác. Mình mới ngồi 15 phút thôi mà mình cảm thấy nóng. Nga là nướng 4 năm rồi. Anh ơi, anh cho vô menu chưa? Anh Đông cho cà tím vào menu chưa? Mình có nói là mình đang có một cái chương trình là khách nào đến ăn và ăn hải sản thì chỉ cần mà bấm từ khóa cà tím thôi sẽ được tặng một món hoặc là tặng hai món tùy theo số lượng khách. Cà tím, tức như là tăng thêm số lượng của cà tím. À tức là đặt online hay như rồi. Còn về vấn đề mà menu á là tất cả nhân viên đều tư vấn cho khách hết. Có nghĩa là nếu như mà trong khi mà anh đi giao hàng hải sản đi ra ngoài thì anh có tặng thêm cà đúng không? Hay là chưa, là tất nhiên là đối với chi nhánh quận nhất thôi. Mấy chi nhánh khác thì chưa, tại vì mình không có thể là giống như Nga bán thì nhân viên hết sớm. Còn mình không có cà đâu mà mình tặng cho khách. Tất nhiên là đối với những khách ăn tại chi nhánh quận nhất đó, là mình cứ táp cà tím thôi, là mình sẽ mời khách từ 1 đến 2 dĩa tùy số lượng người nhiều ít.
hết. Có tâm thế này mình đấy, có vợ thì tiếc quá. Anh Đông vẫn chưa có vợ nhưng mà đấy, rất có tâm. Buôn bán thì hiện nay là một ông chủ rất là lớn rồi, nhưng mà vẫn chưa có người yêu. Nhưng mà rất là lo cho Nga các bạn ạ. Thực sự là các bạn ở xa không biết, nên là mình phải nói rõ, nói nhiều để các bạn hiểu hơn. Anh Đông ở đây khi mà có sự cố xảy ra là anh Đông ra giải quyết ngay, rất là nhanh gọn, và mọi hiểu lầm đã được xua tan. Rồi tất cả các nhân viên ở đây cũng vậy, anh Đông chỉ đạo là hỗ trợ tối đa cho Nga. Rồi kể cả những khách tới đây mua thì cũng kêu vào trong, ví dụ như là các bạn vào có thể là gửi xe bên trong này, hay là ngồi đây ngồi chờ cà tím này, uống trà đá miễn phí luôn. Có thể là các bạn xem trên những YouTube khác ấy, các bạn sẽ không thấy bóng dáng của mình và anh Dũng ở đây. Thì các bạn yên tâm là tụi mình sẽ không bao giờ bỏ ngày rơi. Ngày nào bọn mình cũng ra đây mà. Và không bao giờ bỏ rơi Nga và Duyên thì không phải bỏ rơi, nói thì nó hơi quá, nhưng mà nếu mà khi mà các bạn cần, các bạn gọi điện thì tụi mình sẽ có mặt liền. Giống như ngày hôm nay, lẽ ra là mình đi về là quê Long An luôn rồi, nhưng mà vừa gọi thì mình từ quận 8, chỗ bà cũng mình vòng về quận 1, xong bây giờ tụi mình mới chạy về miền Tây. Không phải là mình nói mình đúng lại là mình không có nâng cao cái sự quan tâm của mình lên, nhưng mà mình cũng có nói rất rõ. Nga qua đây thứ nhất là chỗ anh Đông là chỗ quen biết, thứ hai Nga mới qua hôm nay là ngày thứ ba thôi, mà mình không quay nhưng mình vẫn phải ra mình hỗ trợ về cái tinh thần cho Nga. Thì có sự cố gì mình ra thì dù sao có mình và bạn Diễm ở đây thì có thể là Nga sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Đấy, bây giờ mình lại mình xem Nga bán phụ vợ hả? Đấy. Anh hỏi thật nha, ví dụ như là mấy ngày rồi mà anh chị không lên thì có lo không? Có. cứ trả lời thật, tại vì là anh nghĩ á, vợ chồng em mới lên đây 1, 2, 3 ngày thôi mà anh không ra đây hỗ trợ, gọi là cái chỗ dựa nhỏ nhỏ tinh thần thôi thì cũng hơi kỳ. Dạ. Thì em vừa dọn ở đây là em suy nghĩ là em kêu có nào ra anh Dũng với chị Diễm không ra không ta? Là lúc đó mình đi về lại á. Cái gà cái thấy chị Diễm với anh Dũng em vui. Thì anh cũng cảm ơn, nhưng mà thực sự là mình nghĩ là cái trách nhiệm của mình với Nga và Hùng đó các bạn, thì làm cái chỗ dựa nhỏ nhỏ trong những ngày đầu. Thì anh chị chắc chắn là sẽ không theo được em hoài, nhưng mà hỗ trợ được đến đâu sẽ hỗ trợ tối đa đến đó. Và đặc biệt là có anh Đông đây là sẽ hỗ trợ thường xuyên nhất. Và anh cũng dặn em từ ngày đầu tiên rồi, đừng có lo, đừng có buồn, và đừng có sợ là mình cô đơn lạc lõng ở cái quận 1 này. Tại vì anh Đông là người rất là tốt. Anh nó vừa mới chia sẻ với anh là nếu như tương lai mà em rồi Duyên, Nga mà không muốn bán ở ngoài vỉa hè nữa, thì anh Đông anh cũng có cái ý định là làm một cái thương hiệu về cái cà tím. Đấy, thì bọn em sẽ bán trong chuỗi nhà hàng của anh Đông luôn. Thì cái đó là tùy em quyết định, là cũng giống như cái chuyện em lên đây vậy đó. Nên là cái đó là tương lai thôi. Để anh chia sẻ để em biết là anh Đông rất là quan tâm, và quan tâm rất là thực tế, sát sao chứ không phải là hời hợt. Nên là đừng có lo. Đấy. Thì anh chị không phải là ngày nào cũng ra đây được. Nên là dù có ra hay không thì cũng em cũng nên biết là mọi người luôn quan tâm nha, cố gắng. Hùng rất là giỏi tâm lý. Mình nếu như mọi người tiếp xúc ban đầu thì cứ nghĩ Hùng hời hợt hay là như thế nào đó, có thể có cái suy nghĩ sai ban đầu về Hùng, nhưng mà khi tiếp xúc rồi thì thực sự là mình thán phục. Hùng là một người rất là biết trước biết sau, rất là biết cách cư xử. Cái đó thì phải có cái sự tiếp xúc trực tiếp thì các bạn sẽ cảm nhận y như mình thôi. Đấy, bây giờ mình lại mình chào Nga một cái để cho các bạn hiểu rõ hơn về Nga. Nhiều khi các bạn thấy Nga hơi mệt mỏi không nói với mình thì các bạn lại nghĩ là Nga thái độ, cái đó là mình phải nói rõ để các bạn biết. Thì các bạn thấy là mọi người vào đây quay ấy, thì cũng cố gắng không có làm ảnh hưởng tới cái việc buôn bán của Nga, không có tập trung đông nữa. Thì cái này hôm nay anh Đông nó quán triệt rồi, tới đây quay là cũng vừa giúp Nga mà vừa thực sự là phát triển kênh YouTube của mọi người, nhưng mà giúp Nga rất là nhiều trong việc buôn bán để nhiều người biết hơn á. Thì mọi người cũng cố gắng là không có làm ảnh hưởng tới việc buôn bán. Bây giờ mới thấy cười này các bạn này, nãy là anh biết là em rất là mệt rồi nên là hỏi câu nghe câu không. Thực sự là cả ngày mà nói chuyện với hàng chục YouTuber như vậy thì không thể nào mà tươi tỉnh mãi được. Nhưng mọi người tới là cũng chỉ muốn tốt thôi. Ừ, mọi người tới thực sự mình cái tác dụng đầu tiên đó là nhiều người biết hơn. Đó, còn những cái mà nó không như ý muốn nó xảy ra thì mình xảy ra tới đâu mình giải quyết tới đó. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn thì anh Đông đã giải quyết rất là gọn gàng rồi. Em có thể yên tâm buôn bán.
Tại vì anh làm cái clip này anh cũng nói với cô chú là để cho mọi người không có bị cái thông tin nó sai lệch, hiểu nhầm về Nga. Cũng giống như là có một vài cái thông tin về về duyên á. Xe luôn. Hạt lây. Đang nói chuyện với Nga mà đoàn hạt lây đi qua to quá các bạn ạ. Thì đó, thì mình đang nói dở là mình phải đính chính ngay để các bạn không hiểu nhầm, giống như là mọi người hiểu nhầm về duyên trong một vài cái clip vừa rồi. Nếu như có thông tin gì mà các bạn thực sự là không hiểu rõ thì nên gọi cho Nga, nên gọi cho Duyên, nên gọi cho anh Đông và nên gọi cho mình, thì các bạn sẽ có cái thông tin nó chuẩn xác nhất, tránh bị hiểu nhầm, tránh bị chê trách Nga Duyên thì rất là tội cho hai em. Thì bây giờ anh chị chắc là cũng phải tạm biệt Nga thôi, tại vì về quê mai lại lên. Thì em buôn bán thì có gì cứ gọi anh chị. Đúng rồi. Nghe nói là Hạnh mắc lắm ấy. Với Hạnh đang mắc. Cái nữa là cô chú hỏi là sao không nướng sát sát vô để bỏ cái này nhiều quá này phí nè. Tại cái chỗ ngay chỗ cái cuốn anh cầm hết nướng sát vô nóng. Cầm không được. Đúng rồi. Nhiều không? Nãy là Nga đang rất là đói, lại bên kia thì mình không có quay, vừa ăn vừa bế con ăn tô hủ tiếu. Có năng lượng mới cười được rồi đó. Anh cũng giống Nga á, là mỗi lần mình đói là cái mặt mình nó giống như là nó xuống sắc hoàn toàn luôn, nó thay đổi gọi là biến sắc luôn á. Không có thể tươi được. Làm tô hủ tiếu một cái là cười tươi ngay à. Nên là anh phải chờ tới lúc mà em gọi là ngấm cái tô hủ tiếu á để anh lại anh nói chuyện với em để cô chú biết được là em hoàn toàn bình thường. Có 4 trái còn 3 trái. Đấy. Thôi anh chào nha. Cố gắng buôn bán tốt nha. À, trong những ngày tới thì anh còn một cái phần quà cuối cùng nữa. Chắc là xong đợt này thì mình có Nga đây, mình cũng nói luôn là sau đợt này là mình sẽ ngưng nhận hỗ trợ, tại vì mình nghĩ như vậy là đủ rồi. Cái cách hỗ trợ tốt nhất là ủng hộ cả Tím và Nga ha. Thì mấy ngày nữa anh sẽ gom cái số tiền ủng hộ cuối cùng lại. Anh chào em. À, cố gắng nha. Rất là dễ thương. Anh Đông lột luôn à? Rất là nhiều người đã yêu cầu lột, nhưng mà mình sợ vậy. Cứ 10.000 một trái tính tới thôi. À, tiền lậu không? Không nó tiền lậu đúng không? Không, anh lột cứ anh đền. Anh biết lột không? Cố gắng là được. Đấy, số điện thoại của anh Đông là đặc sản và lớn nè. Anh Đông nóng nha mấy bạn, quá nóng luôn nha. Đúng nóng đúng không anh? Nóng đúng luôn. À da. Mình là da tay nam mà còn nóng vậy. Ô da. Yếu quá anh Đông ạ. À. Nóng đúng không anh? Nóng. Tại vì cái da tay của anh á, là không có lột cái này bao giờ nó mỏng. Nên là cái trái cà này nướng lên nó như cái cục than đó các bạn. Nóng lắm. Anh Đông đang trải nghiệm. Duyên đang nói đằng sau á. À Nga đang nói. Anh mà lột trái cà này không biết bao giờ, bao lâu. Đẹp có vợ được. À, lột đẹp mới có vợ. Đúng. Anh lột này chắc cả buổi xong được vài bịch quá. Chưa đủ tiêu chuẩn làm nhân viên của Nga rồi. Dạ, để cái mũi ngược lại anh. À, để cái mũi ngược lại này. Để mình cưới cái khúc nó như vậy. Đúng, đúng, đúng. Cái gì cũng phải cần kinh nghiệm đúng không? Đấy, chủ qua năm nhà hàng rồi mà tới bây giờ không biết gọt trái cà tím nữa các bạn ạ. Nên là mỗi cái nó cho mình một cái bài học kinh nghiệm. Nhưng mà cà tím không biết lột, nhưng mà biết điều. Biết điều. Chính xác. Biết sống biết điều. Biết sống biết điều. Nếu mà không biết điều, không biết sống thì làm gì có cái thành công như ngày hôm nay. Và làm gì có cái duyên của anh Đông và Nga. Đấy. Đẹp luôn, đẹp luôn. Thôi lột trái thôi, để cho Nga lột anh ơi. Anh lột mấy phút mới xong đường trái. Thôi cảm ơn anh Đông nha. Ra hỗ trợ về tinh thần nữa các bạn ơi. Động viên. Chứ nhiều khi để cho Nga ngồi ngoài đây không có ra hỏi thăm, không có ra giống như là biến mất luôn á thì kỳ lắm. Nga sẽ cảm thấy là không được quan tâm, nên là thỉnh thoảng anh Đông cũng phải ra anh hỏi thăm một xíu. Nên là mình phải nói rõ để các bạn đang xem clip này hiểu hơn. Thì bây giờ mình xin được phép kết thúc clip này đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Chào vợ chồng Hùng Nga nha. Đấy, bây giờ rất là dễ thương rồi đó. Ăn no rồi các bạn, nãy đói nên là mệt. Thôi các bạn nào muốn ủng hộ Nga và Hùng thì tới đây nhé các bạn. Bán từ 2 giờ chiều cho tới khoảng 5, 6, 7, 8 giờ tối tùy từng ngày. À các bạn ơi, mình đang định kết thúc clip nhưng mà có cái anh này anh lại hỏi là có đặt cho Nga nickname gì không. Thì mình nhớ ra là có một khán giả comment và mình cũng rất là thích. Đó là đặt cho Nga cái nickname là Lọ Lem Cà Tím. Đầu tiên là hỏi hai bạn này cái đã.
anh thấy lọ len quả tím hợp không? Dạ hợp anh tên hợp. Hay à, ok rồi bạn Diễm, lọ len quả tím thấy ok không? Mình thấy là nó phù hợp với Nga hơn. Lọ len thì có nghĩa là có cái sự vất vả rồi sẽ mọi thứ nó xinh sẽ... dễ thương nhưng mà vất vả lận đận, nhưng mà sau đó sẽ được một đúng cái rồi. Tương lai tươi sáng. Ông bụt sẽ tới à. Đây hỏi Nga một xíu nha. Nga ơi, mọi người muốn đặt cho em cái nickname là lọ lem gà tím thì em thấy sao, có hợp không? Dạ hợp. Hợp đúng không? Thích đúng không? Dạ. Vậy từ nay ngoài cái tên là Nga thì sẽ thêm một cái tên nữa là lọ lem gà tím ha. Dạ. Rồi cảm ơn Nga nha. Cái này là cô chú comment á, cô chú comment nói là đặt là lọ lem gà tím á. Dạ. Anh định kết thúc clip rồi nhưng mà chợt nhớ ra nên là lại hỏi Nga. Dạ. Rồi chào Nga nha. Lọ lem gà tím nha các bạn. Rồi chồng Hùng ơi, Hùng đang nói chuyện. Hùng ơi, anh vừa hỏi Nga rồi và các bạn ở xung quanh đây rồi. Có một cô chú có comment vào kênh anh, cô nói là đặt cho Nga cái nickname là lọ lem gà tím. Dạ. Em là chồng thì em thấy hợp không? Cứ nói thật nha. Lọ lem gà tím thì hết tên nó đẹp. Đẹp không? Dạ đẹp. Vậy từ nay là mọi người sẽ đặt cái clip của Nga sẽ là lọ lem gà tím nha. Dạ. Ok, chào Hùng nha. Cái này là cái tên của cô chú comment vào clip của mình mà hôm nay mình mới nhớ ra. Thì từ hôm sau thì mọi người có thể gọi Nga là lọ lem gà tím. Em chào chị. Chị này rất là yêu quý Diễm này tới này. Dễ thương quá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nha. Từ nay hãy gọi Nga là lọ lem gà tím ngoài cái tên Nga bình thường nha các bạn.